Hey, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Vâng, vẫn như thường lệ thôi, Vũ Duy Auto chuyên các cái hàng độc, hàng hiếm, hàng khu khoam lăng nhăng. Và hôm nay đây là một mẫu xe độc, không phải là nhìn như thế này mà tưởng là nó quen đâu. Vâng, không phải Kia Morning của nhà bác đâu ạ. Đây là một chiếc Kia Picanto sản xuất năm 2013, nhưng mà phải nói đẹp như 2023 luôn. Các bác có thể nhìn ngay từ lớp sơn màu titan của xe đấy ạ, cực kỳ đẹp luôn nhá. Và đây là một chiếc xe vừa về cửa hàng được ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay là em đang đi cho đánh đèn, thế là tiện thì thôi review luôn cho các bác trước khi mà xử lý sơn si, không là các bác lại bảo là ô thế này thế kia. Đây này, đèn nó vàng vàng này, đây nhá, bên này đèn của em là hơi trong, đã được xử lý rất là trong đẹp này, còn bên này là nó ố vàng này, đấy các bác nhìn chưa, vàng ố vàng. Cái này em sẽ cho đi đánh bóng đèn, thì tiện bây giờ em đang đi gọi là dọn xe đấy ạ, thì là em review cho bác luôn. Một chiếc xe phải nói là đẹp mà chỉ cần đi đánh bóng đèn nữa là thôi rồi, không còn cái gì để chê nữa rồi. Một chiếc xe mang màu sơn titan, đều đẹp, căng, không có lỗi lầm. Xe cam kết cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước, bao cam kết không có phạt nguội. Và đây là một chiếc xe Picanto đời 2013, nhập khẩu nguyên chiếc nhập khẩu phụ kiện đấy ạ, về lắp ráp tại Việt Nam nhá. Và con này là lắp ráp đời đầu, nên là các bác yên tâm về chất thì khỏi bàn luôn. Đặc biệt đây là một chiếc xe có cửa sổ trời. Đấy, hàng hiếm có cửa sổ trời. Phanh ABS 4 bánh, la răng đúc đẹp đẽ. Và đặc biệt là chiếc xe này thì nói chung là bác chủ có cái độ khá là nhiều đồ chơi. Ví dụ là cái quả trần của con xe này phải nói chấm điểm 10 luôn. Trần da lộn luôn đấy các bác nhá. Mất tầm khoảng gần gọi là 6 triệu đây. Một bộ trần da lộn cao cấp. Chiếc xe thì mang biển Hải Phòng 15A10523. Một chiếc xe biển Hải Phòng. Vâng, người Hải Phòng bao giờ cũng rất là xịn sò luôn. À, độ đĩa các thứ thì bao giờ cũng ra vấn đề. Và các bác có thể nhìn là màu sơn titan được cách biệt, cách điệu với cái màu sơn đen nổi bật ở phía trên, rất là hiện đại và xịn sò, khỏe khoắn. Và đặc biệt cái màu này nói thật các bác, đi ra đường hiếm xe có màu như này luôn ạ, màu sơn titan. Và đây là một chiếc Picanto bản S đời 2013, số tự động nhá, máy số còn zin, xe còn cứng, điều hòa auto. Và nói chung là giấy tờ pháp lý các thứ là đầy đủ. Và đây là một chiếc xe bản đủ luôn à. Nội thất ghế của nó còn zin nguyên này, chưa có lỗi lầm. Đấy, ghế da còn zin nguyên. Xe cứng không có lỗi nha các bác nhá. Nội thất ghế da đẹp này, trần này, đấy các bác nhìn này. Trần da lộn cao cấp luôn đấy ạ. Và đây là một dòng xe nhỏ gọn xinh xắn với cái giá tiền chỉ hơn 200 thôi là các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Picanto 2013. Phải nói là con này đẹp như 2013. Em đố các bác kiếm đâu ra được một đặc điểm nó kém của nó đâu ạ. Vâng, thực sự là phải nói là ngon. Con này thì hàng hiếm rồi, bên em thấy người ta bán cái cũng phải mua gấu luôn. Thế là đâm ra là giá nó hơi nhỉnh một chút, nhưng mà tiền nào của đấy rồi. Mình chơi là mình phải biết gọi là tiền đầu tư. Vâng. Và các bác có thể nhìn này, ngay từ chất sơn này, đồng sơn đều, xe căng không có lỗi nhá. Và bà đảm bảo cho các bác là không có một vết chảy xước gì luôn. Đấy, rất là đẹp, chỉ có bụi bẩn thôi. Đấy, xe đi từ ngày hôm qua đến giờ và bên em thì tí nữa sẽ xử lý cái bóng đèn kia, đánh cho nó căng nét luôn cho các bác, để các bác có một chiếc xe tuyệt vời. Và các bác có thể nhìn ngay từ phần đèn hậu của xe đây ạ. Đèn hậu căng sáng, hệ thống đèn LED cao cấp này. Đấy, giải đèn căng nhá. Và bên này thế này, không hề có vỡ này, không hề có rạn ố này. Đấy, bầu đèn căng như mới luôn. Còn cản sau con này thì chấm điểm trừ, vì cái này là không thấy cảm biến lùi đâu. Cái này là một điểm trừ rồi. Nhưng mà phải nói là trình độ bác chủ bác ấy rất là giỏi. Bác ấy không cần cảm biến lùi mà chỉ cần cái camera lùi kết hợp với màn hình thôi. Và chiếc xe được độ biển Harley Davidson, biển 15A10523 nhé các bác nhá. Đấy. Thế còn kính là kính zin này, kính ở Korean Auto Glass. Vâng, con này thì là nhập khẩu nguyên phụ kiện và về Việt Nam lắp ráp như dòng Fadin nữa. Thế là Fadin hoặc là lắc nhất các thứ là hầu như là vậy ạ. Thế nên là các bác yên tâm, dòng này đi chất được khỏi bàn. Nội thất da của nó là còn nguyên bản luôn nhá, chưa có làm gì cả. Và đặc biệt là ghế da đằng sau thì rất là đẹp. Còn lốp dép của này thì là lốp sơ cua, là lốp Hàn Quốc. Đấy, made in Indonesia, Indonesia đó. Vâng, vành la răng 14, lốp dày. Và nói chung là lốp này thì khỏi bề bàn rồi. Đấy, các bác nhìn này, các cái sàn của nó này còn nguyên nguyên này. Đấy, căng đét luôn nhá. Một chiếc xe đời 2013 mà đẹp như 2023. Đấy, tất cả các cái đinh hàn này của nó còn nguyên này. Đấy, sơn si đinh hàn còn nguyên. Bầu sơn zin này, đấy các bác nhìn sơn zin ốc chưa mở nhá. Keo chỉ bao zin cho các bác luôn. Và đảm bảo cho các bác rồi, không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước, keo chỉ bao zin, không có lỗi. Và vừa về cửa hàng em thôi. Đấy, vừa về cửa hàng em. Chưa kịp xì tút xì tát. À, các bác nhìn này. Để cả các cái đuôi này, đấy nó còn đẹp như này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Cực kỳ đẹp nhá. Đuôi rất đẹp luôn.
Vâng, và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Ô Tô đang bán với cái giá vô cùng yêu thương. Qua đây thì bên em chỉ bán với cái giá là hơn 200 thôi. Nên là bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe này thì đừng ngại ngần bỏ qua chiếc xe tuyệt vời này. Lốp Street Cruise, vâng, lốp của Maxxis ạ. Và con này thì tương đối là lốp 2018 này. Lốp dày luôn, vẫn còn dày. Đi thoải mái luôn nhé các bác nhá. Đây, lốp dày luôn này. Đấy, căng đét luôn. Và cua lốp thì sạch sẽ này, các bác nhìn ạ. Cua lốp này, rất là sạch sẽ luôn, đẹp luôn này. Đồng đào sạch sẽ nhá. Vâng, và bên này anh thấy này, lốp Maxxis này. Đấy, đấy lốp Maxxis này, dày này. Và đặc biệt là la răng này các bác nhìn này. La răng được sơn đen, rất là nổi bật và khỏe khoắn. Đấy, cái này logo này, lại tâm đỏ nữa này. Đấy, phải nói những người chất chơi người ta mới dám chơi như thế này. Chứ còn như bình thường thì chẳng ai chơi. Người bình thường người ta chỉ để sơn đúng nguyên màu của hãng thôi. Đấy, còn đồng sơn xe thì đẹp. Đèo này, tôn này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn đấy ạ. Và tay nắm cửa thì được sơn phủ đen. Vâng, tương đối là ok. Chỉ keo bao zin cho các bác này. Chỉ keo đây. Đấy, chỉ keo bao zin này. Đẹp căng luôn nhá, không có lỗi. Vâng, xe sạch và không có lỗi luôn. Tappy kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Và toàn bộ phim cách nhiệt của xe đều là 3M cao cấp. Đấy, kính này, đấy, lên xuống nhẹ nhàng. Vâng, đây các bác ạ. Đấy, lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Và dòng này thì nói chung là đi bền lành vô đối. Đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất hàng ghế đằng sau thì tương đối là sạch sẽ. Đây các bác, các cái bản lề này của nó còn đẹp luôn này. Đấy, ốc chưa ra nhá. Ốc còn nguyên màu sơn này. Sơn gốc chưa hề có ra. Kể cả các cái phần chrome này. Đấy, chưa có hề bung luôn này. Một chiếc xe vừa về trong buổi chiều ngày hôm qua. Và sáng nay cho đi đánh bóng đèn. Đấy, bên em thì nói chung là xe về có sao bán vậy. Đấy, Tappy này, không hề có khoan đục nhá. Tappy kính điện nhẹ nhàng, không có taxi dịch vụ rồi. Dòng này mà đi taxi dịch vụ nói thật là không công ty taxi nào dám mua luôn. Vì là giá vào bao giờ nó cũng rất là cao. Đây là một chiếc Kia Picanto bản S 2013. Khi mà mua mới, nó đắt gần gấp rưỡi một chiếc xe Morning bản thường để chuyên làm dịch vụ đấy ạ. Thế còn vô lăng hai chấu tích hợp các cái phím điều khiển có túi khí an toàn, còi to đấy. Và đặc biệt là cái bên này thì các bác có thể nhìn là ngay cái phần sườn đây này đấy, độ bóng đồng đều sạch sẽ và không có lượn sóng này đấy, các bác nhìn ạ, sườn đây này đấy, không hề lượn sóng một chút nào nhá. Và với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ loanh quanh từ 200 đến 300 thì sự lựa chọn Picanto bản S là một cái sự lựa chọn gọi là dành cho những người biết chơi. Vâng, số tự động Morning nhập thì các bác mua đời 2011 đấy ạ. Thì với cái tầm tiền đấy các bác mua được, nhưng mà không có cửa nóc. Chỉ có đầy đủ như thế này nhưng mà lại không có cửa nóc. Nhưng mà đây là một chiếc xe Morning gọi là Picanto bản S có cửa sổ trời rất rộng. Đấy, cửa sổ trời cho các bác luôn nhá, không thiếu một cái gì. Nói chung là xe thì tiền nào của đấy thôi. Nhưng mà con này thì được cái chất luôn. Từ hồi em buôn xe đến bây giờ, đây là con xe thứ hai Picanto bản S. Phải nói là các bạn này hiếm. Các bác đi ra đường các bác nhìn thấy Morning thì nhiều, i10 nhiều, Picanto nhiều. Nhưng mà để các bác tìm được một chiếc xe Picanto bản S có cửa sổ trời thì nói thật các bác là hàng hiếm luôn. Các bác nhìn táp lô này, táp lô rất đẹp luôn nhá. Đấy, không có lỗi, xe cứng luôn, không lỗi. Đấy, lốp dép dày, 4 quả lốp Street Cruise Star của Maxxis nhá. Lốp dày, xe cứng, lốp này, đây, dày khự luôn. Và nói chung là cái dòng này thì nói về là các bác không phải làm gì. Chỉ có việc là đi và chạy thôi, không phải làm gì, chỉ đổ xăng là xong. Đấy, xi nhan tích hợp trên tay gương. Và gương thì không có ốp chrome mà chỉ là sơn đen thôi. Đúng phong cách của xe đó là màu sơn titan kết hợp với màu đen. Và con này thì đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Vâng, đăng kiểm vẫn 1 năm thoải mái nhá. Bên này thì cho các bác xem khoang máy. Con này thì máy số thì còn zin nguyên. Đấy, khoang động cơ của chiếc xe là sử dụng động cơ máy 1.25. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe chỉ rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây đối với đường đô thị đó. Còn đường trung bình hỗn hợp khoảng tầm 4 lít rưỡi. Và các bác có thể nhìn là máy số thì còn zin nguyên ốc này. Ốc nó không sáng vì là cái này nó đã cũ theo thời gian rồi. Đến nay là gần chục năm rồi nên là ốc không hề sáng, nhưng mà như này máy số thì bao zin cho các bác nhá. Còn đây phải nổ máy lên cơ mới xem hơi thừa. Chờ em tí. Vâng. Còn ắc quy là ắc quy át nát này, dày, khỏe. Cái dòng này thì nói chung là các bác đi về là rất là ok. Dòng 45A. Và các bác nhìn tai đèn này, nó còn đẹp căng này.
tai đèn đẹp nhá. Đấy, tất cả tai đèn nó còn nguyên này, kể cả ngay từ cái phần cabo. Đấy. Đấy, cabo này, chỉ đây, chỉ cabo đây ạ. Vâng. Một chiếc xe Kia Morning Picanto bản S rất là đẹp, vừa về. Đấy, còn cái đèn này thì em sẽ phải đánh. Vâng, sẽ phải đánh vì nó đang vàng. Vàng như này bán được các bác mà tiếng. Vâng, thế còn đây này. Đấy, dầu nó còn vàng óng nữa này. Đấy, đây là dầu máy nhá, còn đây dầu số này. Dầu số thì vẫn còn đỏ luôn. Vâng, nói chung là với cái tầm tiền này các bác bỏ ra một cái số tiền chỉ hơn 200 đến 300 triệu thì cái mẫu xe nhỏ gọn này là một mẫu xe tương đối là ok, đặc biệt là cửa sổ trời đây. Đấy, hàng hiếm bản cửa sổ trời đầy đủ luôn nhá. Và ta đã đè nổ chiếc xe nào. Đấy, máy lên rất là êm và thực sự là ngồi đây em không nghe tiếng máy luôn. Kể cả các bác em nghĩ là chỉ có hình thôi. À quên, đèn pha của nó auto này, có chế độ auto luôn này. Gạt mưa thì sao? Gạt mưa thì không auto thôi, nhưng mà gạt mưa, gạt kính thì phun nước đầy đủ, không thiếu cái gì. Đấy. Xe thì vẫn còn ngon. Và này, xe cứ ngon nhưng mà đi hơi nhiều, 19 vạn 7. Nhưng mà đấy là đồng hồ thật, không có tua nhá. Nhiều bác bảo chứ bên em tua đồng hồ hay gì. Nói thật các bác, em không có thời gian mà đi tua đồng hồ luôn. Vì là xe bên nhà em rất là nhiều, mình mua sao bán vậy, có xe như nào về là mình để nguyên. Nói chung là mình chỉ xì xoạt dọn dẹp tí thôi. Còn đây các bác nhìn này, chưa có dọn dẹp, máy số nó vẫn còn bẩn nguyên. Đấy, xe ngon là về là em cứ tự tin bán thôi, không có gì phải nghĩ ngợi cả. Còn này các bác nhìn này, hơi thừa là không có nhá, không có 100% hơi thừa nào luôn. Đấy, còn điểm cuối cùng đó là gầm bệ của chiếc xe thì sao. Con này thì đương nhiên là chất thì không thể bảo là 100% được. Chất nó chỉ khoảng đến 99% thôi, chứ không 100% nhá. Này gầm này, đấy gầm máy nó còn đẹp này. Đấy các bác nhìn đi ạ, vâng, gầm máy còn rất là đẹp luôn nhá. Còn gầm bên này này, đấy xe thì đảm bảo cho các bác là không có hàn mục nhá. Xe đẹp không có hàn mục luôn, đấy các bác nhìn đi ạ. Vâng, cực đẹp luôn, đấy gầm bệ nó đẹp như thế này mà. Và giá tiền của chiếc xe này thì cũng rất là mềm. Con này thì em đang bán được cái giá là hơn 200 thôi. Vâng, 200 bao nhiêu thì các bác điện thoại cho em nhá, chứ không báo giá trực tiếp. Báo giá trực tiếp đâm ra là các bác gọi là mất niềm vui. Vâng, một chiếc Picanto bản S đời 2013, nhưng mà thực sự là phải nói là đẹp như 2023 vừa mới chui về cửa hàng xong. Với cái giá tiền thì hơn 200 triệu, các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe Kia Morning Picanto số tự động. Đấy, xe đẹp, điều hòa auto. Đấy, cửa sổ trời. Và con này là nhập nguyên máy, nhập nguyên phụ kiện về lắp ráp tại Việt Nam. Vâng, một chiếc xe cực kỳ đẹp, coi như là xe nhập hẳn rồi. Và chiếc xe này thì đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bác nào quan tâm đến chiếc xe thì alo ngay cho Vũ Duy Ô Tô đến xem xe, lái thử và quan chơi cho nó máu. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khu khoang ngon bộ anh bổ rẻ. Xin chào, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.